xin gửi con vào khắp muôn nhà, tặng thuốc thang cho người bệnh tật, tặng chiếu chăn cho người lạnh con. Chẳng phải con đã chọn ngài, nhưng chính ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu ngài, từ lúc con chưa nhận biết ngài, ngài yêu con giữa muôn người, ngài đã chọn con. Xin gửi con ra khắp nẻo đường, bàn tay nâng ánh đèn rọi đường, tỏa lửa ấm cho người lạnh giá.